Chào cả nhà. Bữa nay thì mẹ sẽ dạy cho Hồng làm món thịt cuốn bánh tráng. Nguyên liệu thì có thịt ba gọi với lại tép. Rồi ở đây nhìn ngũ rau hấp dẫn ha. Có khóm, xà lách, hẹ với gà khơm, dưa leo. Cái đỏ với cái trắng là để làm dưa chua. Dạ. Với lại nguyên liệu quan trọng không thể thiếu đó là tương đen để làm nước chấm. Mời cả nhà cùng Rồi xem nha. nha, đi rửa rau đi rồi xíu luộc thịt. Dạ. À, còn bún nữa nè. Rồi với bún. Xíu thì bẻ trái dừa. Rau này đáng nguyên cọng không hay là lặt ra từng lớp xíu? Rau nào? Rau thơm rồi đó. Lặt ra. Lấy muỗng cạy cạo cái này ăn nè nha. Ăn món này là đủ rau luôn. Ba trái dừa lần bạn tao luộc nước dừa hả chứ? Mình khìa nước dừa luôn hả? Khìa hay là luộc? Luộc. Ở ngoài kia nắng nó chạy đây má. Mình luộc rồi cái mình lột ra gói bánh tráng. Nó nặng trên nhà đi lấy cái nắp đậy. Ăn món này là tốt mà. Thịt luộc không mà không có dầu mỡ gì mà còn rau nhiều. Bỏ nó lại phơi cho nó chết á. Rồi
vô. Có mỡ mỡ với thịt là cuốn mới ngon, thịt không có ngon. Tương đen này có bơ để vô mới ngon, mà mình đâu có bơ đâu. Dạ. Cho muỗng tiền vô.
cái ướp muối bớt một hồi cho nó ra cái chất mặn đó. Dạ. Mình trộn ra đường với ra ăn vô làm nước chua. Bữa nay nhà làm công trình có cái vuông nên là hơi ồn, mọi người không chạm. Chút cái mình cho miếng giấm vô mình làm dưa chua. Nếu nhà không có giấm mình thay thế bằng gì xin? Không, không được. Có muối à? Chút nữa mình bỏ vô trong cái tường đó. Mình bỏ vô keo cái dành được chút. Cái tường đó ăn hết cũng để vô keo liền á. Tại mình nấu lên nè ha. Trời ơi, coi salad nó nhiều quá nè. 4 cái gỏi cuốn, gỏi 3.000. Có hương thịt thôi. Ngon quá ha. Ok. Mỏng mỏng gì cuốn nó ngon à. Dạ. Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chiều ngày hôm nay mẹ Thiện làm món tôm luộc với thịt heo để mình gói bánh tráng. Thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cùng gia đình nhà Thiện nha. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn. Hôm nay tôm thịt gói với rau sống. Thịt gói thì mình thấy nhẹ. Mình nhấn ở trên này. Để cho gói nè, để cho gói nè. Ăn miếng nước ra nha cho nó mềm. Đừng có để nữa làm sao nó ăn vậy thôi. Xíu lo giùm. Rồi. Mềm ở trong miệng ha. Ngon. Để cái dưa thì nhiều quá vậy. Thấy làm cho nó gỡ nhiều quá nên là để nhiều hơn. Chứ ăn thêm miếng tương không? Còn tương là để vô thêm miếng nữa. Thôi, không nhiều. Để một miếng bún lên. Thêm gì không ta? Ngon quá. Ủa tương này là sao thế mà làm sao? Thử tỏi trời ơi luôn
bắt lên xào. Lần này mình làm luôn hả? Ừ, nêm nếm. Ngon. Thấy mấy quán phở mà làm tương này được ngon nè. Nhưng mà mình cũng thấy mua tương. Mua tương gì mình chế biến hả? Ngon. Gói 2 miếng này. Dạ. 2 miếng bánh tráng. Thôi là 1 miếng rưỡi vậy đó. Tôm này tôm xấu hả sếp? Tôm không biết tôm gì nữa. Xấu. 2 cuốn là no rồi. Bỏ miếng dây chua nè. Ở chợ người ta bán một cuốn vậy là 5.000 nha. Có đâu, cuốn này chắc 10.000 á. Năm mà con tôm nó nhỏ. Con tôm của người ta một con cắt ra làm 2 à. Càng nổng càng tốt hả? Này kêu bò bía luôn mày. Phải không? Bò bía thớ. Bò bía là con cá. Bía là rau củ gì vậy? Bía có lạp xưởng, có hột vịt gì tùm lum nha. Có củ sắn nữa. Con này thấy êm à. Lâu lâu làm món này ăn ngon. Đổi món lại. Món này khác nước lắm mình. Dấu hiệu cũng có một bữa ăn ngon mà. Nhà có YouTube nè mà được ăn nhiều món ngon. Quay lên YouTube mà mình làm không ngon là đâu có được. Quay ra là phải ngon. Ba con đi. Không sai. Luộc bằng nước dừa không? Còn cái đũa này bằng uống dừa xem. Ừ. Thịt luôn hả? Ừ. Cho anh cái dĩa rồi sao anh không mở lại cái dĩa anh xuống? Ừ. Cho cái dĩa để xuống. Ừ. Mình biết bỡ lên cái tay rồi sao? Ừ, cuốn thấy gọn gàng rồi. Thiếu chuyên nghiệp hả? Thụ vô bụng hết à? Chúng ta tương đạt được mục đích của tôi rồi thôi à. Đúng là luộc bằng nước dừa ngon thiệt. Ăn nó hậu ngọt. Còn mình luộc nước lạnh ăn không có hậu ngọt. Tại nhà mình có dừa làm gì cũng dừa. Ăn rồi cũng tính ăn gỏi cuốn hay gì. Dễ gì nó tha rồi. Tháng hè là gùi dữ lắm à. Quá rau à. Xuống rồi nha. Rau dữ luôn. Cơm nhà thịt bây giờ ăn ngon quá. Có mỡ có thịt ăn mới ngon. Dạ. Cái này ăn rồi đi tắm muốn mát hả? Thank you.
Nữa nữa ai cũng ăn vừa no. Ai mà thích ăn rau sống á thì ăn cái này đúng bài luôn. Rau bỏ tôm sao được. Xem hai lớp luôn hả? Hai lớp bên trắng hả? Lớp rưỡi. Thấy chưa? Thấy họ nấu người ta cuốn kìa. Quá duyên vậy. Mấy con cuốn rưỡi thì dội em. Tại uống nước nhiều quá, thơm no. Uống nước nhiều quá no. Em nói nhiều như đó cũng